bữa nay được ăn một bữa cá no nê rồi phải không? Biết liền à. Trời ơi, cả một dĩa cơm, ăn không sót một hột nữa. Chứ trường quá à. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà đã 70 năm rồi. 70 năm biết bao nhiêu buồn vui của cuộc đời. Hồi đó tôi cũng có một mối tình. Mối tình của một cô gái nhà nghèo, yêu ông thầy giáo làng. Nhưng cuộc tình đó không được cha mẹ chấp nhận. Chúng tôi đã cố đấu tranh, cố gắng đấu tranh, cho đến một ngày hai bên cha mẹ đồng ý. Chúng tôi vui vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Nhưng chỉ còn một tuần nữa là đám cưới thì anh ấy bị tai nạn và qua đời. Để lại như tôi một mình chết mỗi đời đây. Tôi đau khổ, nhiều khi tôi tự giận chết đi cho rồi. Nhưng mà còn mẹ, còn gia đình, tôi không nỡ. Và tôi đã ôm ấp kỷ niệm đó suốt bao nhiêu năm trời. Giờ đây ngồi nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa, giờ tôi chỉ còn an ủi có một con mèo này thôi. Nó là một người bạn, người bạn của tôi trong suốt phần đời còn lại. Hỡi người đàn bà cô đơn khốn khổ kia ơi, ta là Tiên Ông. Ta biết ngươi là một người đàn bà phúc hậu và rất tốt. Ủa? Ai đó? Ai đang nói chuyện với tôi đó? Này, ta muốn cho ngươi ba điều ước. Hãy ước đi, sẽ thành sự thật. Ông Bột hả? Điều thứ nhất, ba điều ước. Bây giờ tuổi này hần đất xa trời rồi, còn ước ao gì nữa. Tôi bây giờ chỉ cần cho tôi được có sức khỏe. Tôi được có sức khỏe là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bột ơi, Bột, Bột ơi. Ui, 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 mình, ôi sao mình đẹp chưa thế này. Một ngôi nhà đẹp, thiệt là đẹp. Điều
ba. Ta chúc ngươi vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh và đẹp tim ơi. Ha ha.